Trong các số audio lớp mầm lần trước, mình nhận được rất nhiều câu hỏi của anh em nói về... Anh ơi, làm về những cái chi tiết về âm thanh, ví dụ như là giải bass, giải mid và giải treble là gì đi. Bởi vì em mới chơi, em chả hiểu gì cả. Nhìn người ta review như là giải bass khỏe, giải treble leng keng thì em không hiểu những cái thuật ngữ như vậy. Mình nghĩ là đây là một cái thuật ngữ mà nó cũng khá cơ bản thôi. Nhưng mà dù sao thì đây vẫn là số audio lớp mầm. Mình sẽ giải đáp tất cả những vấn đề mà em thắc mắc về âm thanh. Vậy thì mình sẽ cùng anh em đi tìm hiểu về một số gọi là bass, mid và treble là gì nhá. Trước khi nói về những cái giải tần ở âm thanh, giải bass, giải mid và giải treble thì chúng ta cần hiểu một, đó là bản chất của âm thanh. Bản chất của âm thanh là những sóng âm dao động với tần số khác nhau và những âm sắc khác nhau, nó sẽ cho đặc trưng tiếng khác nhau. Ví dụ tiếng trống thì nó sẽ khác với tiếng đàn guitar, hay là tiếng trống nó là thuộc giải trầm, nó sẽ khác với một tiếng slam, nó thuộc giải treble. Và vậy thì tất cả những giải tần số âm thanh nó sẽ được chia làm 3 phần. Một là phần giải bass hay còn gọi là giải trầm. Phần thứ hai là phần giải mid hay còn gọi là giải trung. Và phần thứ tư là phần giải treble hay còn gọi là giải cao. Và với những cái giải tần âm thanh như thế này thì họ cũng chia nhỏ ra tiếp theo. Và đối với tai người, với tùy sinh lý của tai người khác nhau thì sẽ cho ra một cái giải tần số anh em nghe có thể khác nhau. Ví dụ ở trên sách giáo khoa hay là trên lý thuyết thì cái giải tần của anh em nghe được nó sẽ rơi vào khoảng từ 20Hz cho đến 20kHz. Và cái giải tần này nó sẽ khác nhau đối với tùy người. Có người thì có thể nghe được cái phần bass sâu hơn, người ta gọi là sub bass. Hoặc là có người có thể nghe đến cao hơn cái ngưỡng 20kHz, hoặc là có thể là không nghe được đến cái mức khoảng 20kHz. Thì đây là một cái vấn đề tùy với từng người thôi, nghĩa là tai của mỗi người khác nhau, nên là không thể áp dụng được cái lý thuyết này đối với mỗi người khác nhau. Để đi sâu vào lý thuyết nhá, thì giải bass thì nó sẽ chia ra là phần sub bass, phần bass và phần upper bass. Phần sub bass thì mình có tham khảo nó sẽ chạy từ khoảng 5Hz cho đến 80Hz. Phần mid bass thì nó sẽ chạy từ khoảng 80Hz cho đến 300Hz. Và phần còn lại từ 300Hz cho đến 500Hz là phần upper bass. Đối với anh em nào mới tiếp cận đến phần âm thanh thì anh em rất dễ nhầm lẫn giữa hai khái niệm. Một, đó là chất lượng bass. Và hai, đó là độ to của giải bass. Thì vậy tại sao những anh em nào mới chơi thì thường thích cái kiểu âm V-shape? Bởi vì cái phần bass và phần treble là hai cái phần mà tai con người ít được nghe nhất, mà phần giải mid là cái phần mà con người được nghe nhiều nhất. Thì dẫu nhiên những cái gì mà anh em chưa được thấy, chưa được nghe nhiều thì anh em sẽ thích hơn. Và anh em nhầm lẫn rất là nhiều về cái độ to của giải bass. Anh em thường đánh đồng độ to của giải bass là cái giải bass nó tốt. Nhưng tuy nhiên không phải vậy. Một giải bass tốt thì được đánh giá là một giải bass có xuống sâu và độ chi tiết tốt. Và tiếp theo đó là một cái speed tốt. Vậy thì những cái bass ở những con tai nghe, mình sẽ nói sâu hơn về những con in-ear hoặc là con headphone. Thì cái giải bass tốt nghĩa là nó có thể xuống được cái tần số sâu. Cụ thể thì nó có thể xuống sâu được khoảng 20-5Hz, nghĩa là cái phần sub bass nó có thể thể hiện được. Và thường thì những cái giải bass này nó sẽ tượng trưng cho những con dynamic thuần. Tiếp theo là đến phần giải mid, thì phần giải mid nó sẽ chạy từ khoảng 500Hz cho đến 6000Hz. Thì đây là cái phần mà anh em nghe được hàng ngày. Ví dụ như là tiếng người nói hoặc là tiếng dụng cụ xung quanh, nghĩa là tất cả những thứ anh em gặp trong cuộc sống thì giải mid xuất hiện rất là nhiều. Và anh em đã quá quen với phần giải mid này. Và đương nhiên khi đã quen thì anh em phân biệt cái phần giải mid này cực kỳ tốt. Và tai người cực kỳ nhạy ở cái phần giải mid. Nên là những cái con tai nghe anh em có thể nghe giải bass, giải treble, nó có thể quá lên thì anh em đánh giá là nó hay đúng không? Nhưng mà một cái giải vocal nó bị bí thì anh em nhận ra ngay. Không cần một cái seeding hay một cái PR quảng cáo gì mà có thể bào chữa cho một cái con tai nghe mà có cái giải mid mà giọng ca nó như ngạt mũi mà có thể nói nó một cái giải mid hay được. Bởi vì tai con người có thể phân biệt giải mid cực kỳ tốt. Và với cái phần giải mid này thì phần lower mid thì nó sẽ thường tượng trưng cho cái phần nam trầm. Từ phần mid mid cho đến phần high mid thì nó sẽ tượng trưng cho vocal nữ cao hay một số nhạc cụ ở phần giải cao. Về giải tần cuối cùng thì là phần giải treble hay còn gọi là giải cao. Nhiều anh em hoặc nhiều các cụ chơi loa thì hay gọi là giải tép. Cái loa tép, loa thùng theo các thứ ấy. Thì cái phần giải này nó sẽ chạy từ 6kHz cho đến 20kHz hoặc là có thể hơn. Và với chuẩn Hi-Res thì mình nhớ không nhầm, cái phần giải này nó phải chạy qua khoảng 45kHz. Và cái phần giải treble này thì nó sẽ tăng cái độ chi tiết, độ sáng và độ leng keng của bài hát. Vậy thì cái độ sáng và độ leng keng này nó sẽ như thế nào? Có một số anh em sẽ hỏi mình là: anh ơi, nhiều khi em nghe anh hoặc anh Nam Anh review là con tai nghe nghe sáng, nó tối hay nó trầm, nó bổng. Thì vậy thì nó sẽ quyết định ở đâu? Thì cái phần sáng và phần leng keng nó quyết định ở cái phần giải treble này. Cái phần giải treble nó sẽ tạo ra chi tiết của bài nhạc,
tạo ra layer cho phần dải cao, tạo ra âm hình cho sân khấu và cuối cùng là tạo ra phần âm trường cho cả bài nhạc. Thì cái phần âm trường là cái phần anh em có thể nhận ra khi mà nghe một con tai nghe, cảm thấy nó có thoáng hay không. Ví dụ anh em nghe một cái bản thu mà ở trong một cái sân khấu lớn thì anh có cảm nhận được à, ôi, mình đang nghe ở một cái sân khấu lớn hay không. Hay là cái phần âm hình. Âm hình là một cái phần mà nó hơi mang tính tâm linh một chút. Ví dụ thằng guitar nó đứng ở đây, thằng trống nó đứng ở bên kia, và anh em có thể nghe được thằng guitar nó đang ở đứng bên này mình, thằng trống nó đang đứng ở bên kia. Và vô hình chung kết hợp giữa âm hình và âm trường, anh em có thể mường tượng ra cái phần sân khấu nó đang ở trước mặt mình. Nó sẽ đem cho anh em một cái cảm giác nghe cực kỳ là đã. Vậy thì tổng kết số audio lớp mầm này thì cái kiến thức nó cũng cực kỳ cơ bản thôi. Anh em sẽ phân biệt được dải bass, dải mid và dải treble là gì. Và một số thuật ngữ mình muốn đưa ra cho anh em. Ví dụ một con tai gọi là V-shape khi mà dải bass và dải treble của nó có nhiều năng lượng hơn so với dải mid. Một con tai được gọi là trầm thì nghĩa là một con tai có cái phần dải bass nó cao hơn các phần còn lại. Một con tai nó được gọi là sáng, được gọi là chi tiết bóc tách khi mà dải treble nó làm tốt và nó vượt trội hơn so với phần dải bass hay phần dải mid. Và kết video, mình muốn có một cái điều cần nhấn mạnh cho anh em. Dải mid và dải treble thì mình không muốn nói, nhưng mà dải bass anh em đừng nhầm lẫn giữa lượng và chất lượng của dải bass. Lượng là độ to của dải bass và chất lượng là dải bass đấy nó có xuống được sâu hay không, nó có speed tốt hay không, nó có tách lớp layer tốt hay không. Đừng nhầm nhá. Và nếu anh em nào có quan tâm những cái sản phẩm âm thanh để tìm hiểu sâu hơn về âm thanh thì một lần nữa đường link SL mình sẽ để dưới phần mô tả. SL thì hiện tại đang phân phối tất cả những phân khúc từ giá rẻ cho đến tầm trung cao cấp, thì anh em có thể tham khảo. Nhất là những anh em mới chơi thì có thể nhờ SL tư vấn. Video đến đây kết thúc rồi, anh em có thắc mắc gì cứ comment dưới, sẽ có những số giải đáp cho anh em nhé.